sông êm đềm, mắt em thầm trao lấp lánh trời sao. Mênh mang dòng sông tắm mát tâm hồn em, lao sao xuồng ghé sóng vỗ, nhịp tràn con tim anh. Lòng anh khát cháy những nỗi niềm yêu, như sa mạc khao khát ngày mưa. Ngờ đâu em đến tươi mát sa mạc yêu, ôi những con sông dài mềm dáng em. Và gió thét gào và nước sông hát vang, khúc hoan ca quay cuồng trong phong ba. Trời làm thêm bao dòng, có sóng xô nghiêng tình ta. Bên cũ xuồng xưa vắng ai điều hiểu. Và sóng thét gào và bao dòng cuốn trôi, những yêu đương hẹn thề hôm nào. Giờ xuồng ghé đứng bơ vơ, có sóng dù mang bao dòng vẫn chưa phù sa ngã thương. Dòng sông hát, dòng sông mơ. Tình yêu như thế nào? A. Thực tế. B. Lãng mạn, bay bổng. C. Cả hai câu trên. Em chọn câu C, kết hợp cả hai điều. Tôi chọn câu B. Người bạn trai của tôi phải khiến tôi lân lân bay bổng trên 9 tầng mây. Tôi sẽ làm được điều đó. Còn lâu. Ủa, chứ không phải Chính Hạnh thường nói tôi là người trên mây mà. Người ta là tình yêu trăng gió màu hồng, chứ không phải màu xám xịt như của ông, hiểu chưa? Ai đặt hàng tụi anh làm vậy? Không ai cả. Tụi tôi tự động làm. Việc khảo sát đang dần thay đổi cách nhìn của tôi, cách nhìn khiên cưỡng và phiến diện. Giờ đây tôi đã hiểu rằng chỉ có thực tế về con người và cuộc sống mới là câu trả lời sinh động và xác tín nhất. Không đúng vậy sao? Trả anh à? Anh chưa trả lời câu hỏi. Bạn sẽ làm gì khi có người khác phái để ý tới bạn? Làm gì hả? Tôi sẽ để người đó ngồi đó với đống giấy tờ lẩn thẩn và đi ăn với bạn gái của tôi. Tôi sẽ kéo Hạnh lên 9 tầng mây. Chịu nổi. À, hôm qua mình lang thang trên mạng, gặp một tay tự xưng là Diệt tóc dài. Bồ nghĩ anh Diệt mà chắc chí trên mạng sao? Út Ráng, dòm kìa. Cho em dĩa thịt heo luộc và bắp cải xào. Mắm tôm hay nước mắm? Nước mắm. Anh Việt! Anh Việt! Ủa? Hai đứa cũng ăn cơm ở đây hả? Dạ. Anh Việt lặn đâu mà mất tâm mất tiêu. Em hỏi địa chỉ mà chị Ánh với anh Quân cứ giấu em. Anh biểu tụi nó đó. Thời gian rồi anh chẳng muốn gặp ai. Em mà xin ăn cơm ở quán đó thì sớm gặp anh rồi. Anh có biết trong thời gian qua em đã hỏi thăm và kiếm anh khắp mọi nơi. Miền Tây đi bác ba. Miền Tây hiểu không? Muốn chơi bài nào đây? Thôi đừng, em nghe em nhớ quê lắm. À, vậy thì đêm đông nghe. Dạ. Anh Việt quen ông hả? Từ khi anh còn học mỹ thuật, bác ba đã chơi nhạc ở đây. Chú Phước, chú Phước! Chú Phước! Chú Phước, con nè! Út Ráng về trước nha, anh có việc. Thank you.
Phước! Chú Phước! Chú Phước, sự thật là tranh của chú ngày càng có giá, có bức bán tới 2.000 đô. Vậy tiền ở đâu hết? Qua đã buộc phải lấy chúng. Qua đã bị phá sản, nhà bán, xe bán, cái gì cũng bán. Vợ con thì gửi dưới quê. Uống đi chơi. Dạ. Qua đã bị mất trắng một số đồ cổ xuất ra nước ngoài rồi. Bây giờ qua phải sống chui nhủi và phải gầy dựng lại từ đầu. Cái gallery đó tên là Mai Phan Xe. Chú cứ làm ăn trực tiếp với họ đi. Con không thích bán tranh nữa, mà con cũng chẳng còn gì trong đầu để vẽ ra. Biết làm quảng cáo không? Qua sẽ giới thiệu cho. Nó khá hợp với tay nghề vẽ vời của chú á. Ừ, sao? Khoái không? Có khiếu không? Con nghĩ là có. Vỉa cà phê, suối nguồn xúc cảm. Hiếu thấy sao? Cái này mà gọi là quảng cáo cho cà phê sao? Ít ra thì cũng phải là cảnh uống cà phê hay là gì đó chứ. Khi uống cà phê, tôi thường hay nghĩ tới những cảnh tượng dịu nhẹ và thanh bình. Và đây, đặt trên bếp, không phải là một cái nồi, mà là một phin cà phê lớn. Làn khói này như hương thơm cà phê bao bọc lấy người đàn ông. Vỉa cà phê được tạo ra bởi sự công phu và tình thương như của một người mẹ. Tôi chưa từng thấy ai làm như cậu. Tôi đến đây là để làm những điều chưa có ai làm. Cái gì? Cậu... Anh đã được nhận vào AIS. Xin chúc mừng. Cảm ơn. Xin giới thiệu, đây là giám đốc kỹ thuật của công ty. Chào anh. Tôi là Hiếu. Tôi là Việt. Anh có thể bắt đầu làm việc từ ngày mai. Dạ, xin phép anh chị. Chị Tú, bước design này thật là điên rồi. Không hề, bên VIA Cà Phê đang rất thích thú với ý tưởng này. Alo, Tú nghe đây ạ. Làm sao để mở cửa vào một trái tim đã hóa đá hoặc có nguy cơ hóa đá? Cách tốt nhất là bạn hãy để hình ảnh cô gái kia ngủ yên trong chàng. Phần bạn hãy gần gũi bên chàng theo cái cách mà chàng cảm thấy dễ chịu nhất. Đừng bao giờ cố gắng để trở thành cái bóng của cô gái kia, bởi vì chính bạn cũng có sức hấp dẫn của riêng mình. Và biết đâu, khi trái tim chàng thức dậy, thậm chí nó còn yêu mãnh liệt hơn cả trước kia. Úp ráng. Thưởng gì đây? Hạnh muốn gì cũng được. Yeah! Để coi, kem nè. Thường quá, bún ốc. Ăn hoài, gì ta? Để coi. Thôi được, chuyện gì vậy? Lo học bài đi. Dạo này anh Hoàng hay quạo ghê. Hay là anh buồn chuyện gì? Chuyện của chị Quyên đó. Hôm bữa mình thấy ảnh ngồi ngắm hình chị Quyên. Dứt rồi mà. Bởi vậy mới rầu. Thôi bộ tiếp tục đi dính tình yêu đi. Chung chầu này đi rồi tính tiếp. Kinh nghiệm xương máu của người ta chứ bộ. Chúc mừng anh Việt có công việc mới. Em nghĩ đây là công việc tốt và có lẽ rất hợp với anh. Một người luôn hướng tới sáng tạo. Thật ra, bản thân cuộc sống luôn tiềm ẩn những sáng tạo. Quan sát cuộc sống cũng có nghĩa là mình sẽ tìm ra sự sáng tạo ở trong đó. Chỉ tội nghiệp bà, cứ nuôi hy vọng để rồi lại đau đớn hơn. Sự thật là tí tôi không có tội.
Anh Việt, anh lại buồn chuyện gì? Đã có lúc em đã vượt qua được thử thách của lòng mình khi thấy anh và Út nhỏ hạnh phúc, nhưng em không thể chịu đựng nổi khi thấy anh phải đau khổ. Lòng em xốn xang và tình yêu tưởng đã vùi sâu lại sống dậy. Anh có nhớ cái đêm chia tay anh để em lên Sài Gòn học? Ngay đêm hôm đó, em đã nhận ra rằng em sẽ mãi mãi thuộc về anh. Ngoài anh ra, không một ai có thể khiến cho em rung động. Út ráng đừng nói vậy. Bởi nếu anh nói thật lòng mình, chắc chắn anh sẽ khiến Út ráng bị tổn thương. Em biết chứ, dù bây giờ anh Việt chỉ coi em như đứa em gái, em vẫn có thể chờ đợi cho đến lúc anh hoàn toàn là của em. Út ráng thấy ổn chưa? Ngày thứ bảy chủ nhật anh về có được nghỉ không? Mình đi chơi đi. Anh không đi được, anh phải về miền Tây có việc. Bằng chứng đó là thứ chúng ta còn thiếu. Xưởng cũ của bác giờ chẳng còn dấu tích gì. Còn muốn hỏi, dù xưởng đã gần như bị cháy rồi, nhưng phải còn lại cái gì đó. Vậy chúng ở đâu? Sau khi cháy, bác gái con ngồi giữa xưởng như một người điên. Đau lòng quá, bác đào một cái hố thiệt to và chôn hết xuống đó. Phải tìm cho được. Kỹ nghe. Dạ. Không thì chết tôi, nó nằm khúc này nè. Anh không hài lòng hả? Chẳng có gì hết. Tôi rất tiếc cho anh, nhưng có lẽ anh nên suy nghĩ khác về vụ án này. Báo cáo đồng chí, không còn gì để đào nữa. Chúng ta kết thúc tại đây. Dạ. Kìa chú, ráng tìm thêm chút nữa đi chú. Bác cũng thấy đó, có tìm được gì đâu. Chú Chỉ Huy, ráng thêm đi chú. Chúng tôi đã ráng nãy giờ rồi bác. Khoan đã. Có ai vậy anh? Của ba rành. Chứng minh nhân dân của ổng. Tấm hình hơi bị ố, nhưng chữ vẫn còn đọc được. Đây nè, Phạm Công Rằng, tức ba rành. Thấy chưa, tôi nói có sai đâu. Có cái nón của ai nữa nè? Đưa cho tôi. Lại của ba rành. Sao anh biết? Tôi đi nhậu với ba rành hoài mà sao không biết. Ổng hay quên nón nên mới gắn tên mình bên trong. Nè, thấy chưa? Ừ, đúng rồi. Ơi.
Vậy là thắng rồi phải không con? Dạ, gần như là vậy. Chúng ta chỉ còn đợi phiên tòa. Hay quá bà ơi. Vậy là bữa nay bác cháu mời phải dọn lết bánh mới về nghe. Dạ, chắc chắn bác. Hay quá bà ơi. Ngoại ăn đi ngoại. Ủa, sao không có ai ăn hết trơn vậy? Mấy mì ăn xong chưa? Dạ rồi. Vậy thì về phòng học bài đi. Nghe không mấy mì? Dạ. Tại sao nó lại ngoan cố như vậy hả? Hả? Cái đồ thối tha bần tiện, mày sẽ không sống nổi với tao đâu vậy. Tôi sẽ qua ăn thua đủ với nó. Mình ơi, em xin mình mà. Kệ anh, thôi anh cũng đi. Thôi, mình bớt nóng giận đi. Nó làm đi khổ, nó làm cho đời này khổ. Hài Long, đi đâu vậy? Buông tôi ra, từ từ, chú để tôi đi. Mày qua đó để làm gì? Dù sao người ta cũng đã tìm được bằng chứng, không được manh động như vậy. Cái gì cũng phải từ từ rồi tính. Chú Tư ngồi chơi. Hay tụi nó dục đầu của tía xuống hố. Công an và bao nhiêu người chứng kiến, có cả út nhỏ dục là sao? Ăn chưa? Dạ rồi anh ba. Tôi cũng đã gặp bên công an điều tra, đề nghị họ thận trọng và lưu ý tới sức khỏe của anh. Tôi cũng đã gặp thằng Bảy Trung Quý, nó thương anh lắm, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Nhiệm vụ là nhiệm vụ. À mà nè, cái tay luật sư trước đâu rồi hả út nhỏ? Dạ, con đã nói với Nam Đô liên hệ lại với ổng. Kiếm luật sư làm gì nữa? Thôi bước rồi. Cái thằng đã ngỡ ngủ gì đâu. Còn nước thì còn tát, mà nước thì còn nhiều lắm. Có phải gì không anh ba? Các con đừng quá lo. Dạ. Thiệt tình. Thì tôi chú nhậu nghe. Để tính chứ nhậu vậy cái gì? Thì phải nhậu đầu óc mới sáng sủa chứ. Thôi đi. Bà con ơi, quay quay anh hai, Sài Gòn thấy không? Rồi lẹ lẹ, bỏ giùm cái túi xách lên. Dạ dạ rồi, cứ yên tâm đi. Rồi rồi, chỗ này bà con dẹp vô chút xíu nè, rồi rồi chừa ghế cho người khác nhau. Đứng đây làm gì? Cút đi cho khuất mắt. Cuối cùng thì công lý cũng đã để mắt tới gia đình bác Bảy. Bây giờ cô đã thấy tía cô là người như thế nào rồi. Anh đừng vội mừng. Cậu đã thắng đâu mà vội lên mặt. Chúng tôi đã có luật sư tiếng tăm nhất vùng này, chứ không phải cái gã luật sư mặt đúng như sữa của cậu. Giỏi mấy thì cũng không thể nào đổi trắng thay đen được. Nói thiệt, tôi cũng đã từng không tin ba rằng lại phạm tội. Thật đáng tiếc cho cô. Vấn đề còn lại chỉ là hình phạt cỡ nào. Cút đi, mày cút đi. Mày chỉ chăm chăm làm tổn thương út nhỏ, nhưng tao chắc mày sẽ thất bại. Tại sao? Út nhỏ không còn yêu mày nữa. Bởi vậy, việc làm của mày không hề khiến cô bị tổn thương, mà ngược lại chỉ khiến cho cổ thù ghét. Sắp chạy rồi bà con ơi, lẹ lên, hai Sài Gòn lên đây, mày vô. Rồi rồi, cậu hai, à, lẹ lẹ lẹ, chú ba rồi, lên theo, rồi rồi, đúng rồi. Bà con ơi, ai có vé còn vé không? Lên lẹ. Nín đi út nhỏ. Nghe em, ít ra em cũng không khóc trước mặt thằng khốn đó. Về nhà em muốn khóc bao nhiêu cũng được. Út nhỏ yên tâm, anh sẽ luôn bên cạnh em và chơi nó tới cùng.
Xin lỗi, anh muốn mua bức tranh này à? Đã có người dạm hỏi bức tranh này với giá 2.200 đô, nhưng vì chưa liên hệ được với ông Phước nên tôi đã không bán. Tôi không muốn bán nữa. Tại sao? Nếu anh muốn, chúng ta có thể định giá gấp rưỡi cho bức tranh này. Mời vào. Anh Việt đã ăn trưa chưa? Sao anh cứ để vụ kiện đè nặng lên mình? Nếu anh muốn có một cuộc sống hoàn toàn mới, anh phải quên những gì không đáng nhớ. Má đã biết chuyện gì xảy ra chưa? Má biết. Má biết. Nếu ngày trước má không rời khỏi gia đình thì đã không có chuyện gì xảy ra. Nếu má không theo người khác thì tụi con đâu có bị lẻ loi. Còn Tía cũng có một người phụ nữ để chăm sóc. Nếu má hiểu tính Tía thì đã không có vụ án đó xảy ra. Và con với anh Việt cũng không phải tới mức đối đầu như bây giờ. Nãy giờ con nói bao nhiêu là chữ nếu rồi. Nếu có thể nói, má cũng có thể nói cả ngàn chữ nếu. Con có thể giận, nhưng thiệt là vô lý khi con cứ trút hết mọi thứ lên đầu má. Má là người phá hoại hạnh phúc gia đình, làm sao con có thể nghĩ khác vậy má? Con không thể hiểu má, bởi trong đầu con đã có sẵn định kiến. Má có lỗi, nhưng đâu phải má sai hoàn toàn. Con tưởng má không đau lòng sao? Nếu má thấy Tía bây giờ như một người câm, uy danh gia đình ít nhiều cũng bị sức mẻ, má có biết điều đó gây đau đớn cho Tía ra sao không? Má hiểu, danh dự là thứ ba rằng coi trọng hàng đầu. Má muốn hỏi vụ án tới đâu rồi, liệu má có giúp được gì không? Người ta chỉ coi má là nguyên nhân để củng cố cho những lập luận của họ. Tiếng nói của má ở tòa án chẳng có ý nghĩa gì hết. Vì má mà bao nhiêu người phải khổ. Vì má mà một người đang rất sung sướng khi thấy con như vậy, và anh ta chỉ chờ đợi để được thấy con sụp đổ. Hạ thủy chiếc ghe còn quên đưa Tía ra coi. Khách hàng họ mê lắm. Họ nói không đâu có thể đóng tốt như xưởng ba rằng. À Tía, trên TV đang có chương trình ca cổ hay lắm, để con đưa Tía đi coi hết. Con không cần phải làm vui lòng Tía theo cách đó đâu con. Con có còn tin Tía không? Con không còn tin Tía có đúng không? Tía, con tin Tía. Con lúc nào cũng tin Tía. Ghe tàu là máu thịt của Tía. Lẽ nào Tía lại đốt đi thứ thiêng liêng nhất của mình? Cho dù Tía có hận thù ai đi nữa. Con hiểu Tía ơi. Chỉ có điều mọi thứ đang chống lại Tía. Ngày Tía mất bóp và nón cũng là ngày xưởng ông Bảy bị cháy. Tía vẫn tin vào công lý. Tía đừng buồn phiền mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Tụi con đang cố gắng làm mọi cách để Tía được trắng án. Con Hạnh đã về nhà từ sớm, còn mày đi đâu về mới về? Bộ em đi chơi không được hả? Mày đi dai với thằng Diệp phải không? Hả? Sao tự nhiên anh lại? Mày coi nó đã gây ra cái gì cho gia đình mà còn quan hệ với nó. Cấm, tao cấm mày quan hệ với nó. Em quan hệ với ai là quyền của em chứ? Đồ ngu. Với ai thì cũng được, nhưng chưa thằng khúc đó ra. Một lần nữa là chết cho tao đó. Út Ráng, sao Hà lại nói cho anh Hoàng biết? Mình chỉ lỡ lời. Đừng giận mình. Mình không nghĩ là anh Hoàng lại giận tới mức đó.
Buồn bã vậy anh Hoàng? Cô đi đâu vậy? Thư giãn. Ngồi ở nơi anh đã từng ngồi với Quyên và gặm nhấm nỗi buồn một mình. Cô ta cho anh ve rồi chứ gì. Cô thỏa mãn lắm à? Nếu nói không thì là nói láo. Dù sao tôi cũng làm được điều tốt cho Quyên. Tôi thấy cô ta thật đáng thương. Anh không giận tôi à? Giận cô thì có ích gì? Dạo này Thanh sống ra sao? Tốt hơn lúc trước. Khi bước ra cuộc tình khổ ải với anh, tự nhiên tôi thấy mình minh mẫn và thoải mái vô cùng. Không dằn vặt, không đau khổ, không buồn chán. Đàn ông không có ý nghĩa gì với tôi nữa. Thanh không yêu được nữa à? Anh quá lo. Yêu nhiều là đằng khác. Chỉ có điều tôi không còn là kẻ lụy tình nữa. Trong anh có vẻ như đang lụy một ai đó. Nếu đúng vậy thì cuộc sống vẫn còn chút công bằng. Chơi đi, nếu muốn tiêu sầu thì phải tìm cảm giác mạnh, rồi sau đó tụi mình sẽ đi đâu. Cứ theo tôi, thiếu gì chỗ. Lỗi do em vừa quên đã yêu người quá nhanh. Ngày đầu tiên em đã trao thân cho người rất vội vàng. Một tình ở trong phút giây có em đã cho anh niềm vui như thế. Giờ đây anh cứ vui nữa đi, miễn sao anh đừng xa em nhé. Nhiều ngày qua em vẫn chưa muốn tin không còn anh nữa rồi. Khi muốn quên đi một người. Anh xứng ai mà kêu hoài không nghe vậy? Tôi nói sao? Sao là sao? Anh tông vô xe cái cây của tôi kìa. Thiệt lái tôi bồi thường cho. Trong lòng anh vẫn chưa từng có em. Đến với em thì như khách qua đường. Dẫu cho là dối gian, vẫn cho em niềm tin giữa bao điều trái ngang. Và từng đêm em vẫn yêu anh trong một giấc mơ tàn. Liệu những mảng vàng này có phá đi tông xanh đặc trưng của sản phẩm không anh? Đó là điều khách hàng cần. Tăng cường thêm nữa đi, lát nữa tôi sẽ kiểm tra lại. Dạ. Mỗi ngày bạn hãy chăm cho mình 60ml aloe vera. Ờ, ok, cho chữ aloe đậm lên chút. Cậu cho da phần trên hồng hào hơn nữa và cho tóc gợn sóng lên để tạo cảm giác sảng khoái và mạnh mẽ. Là một designer mà không biết xài vi tính. Đừng dùng điều gì cơ thể. Cho màu xanh ở hậu cảnh đậm lên và nó sẽ khiến phần cơ thể trong suốt trở nên nổi bật. Nè, tôi đang nói cậu đó. Không vi tính, không ngoại ngữ, không bằng cấp, không kinh nghiệm thì để sao? Ở đây cần đầu óc hay là cần một đôi tay bấm bàn phím? Cậu đừng có tiêu tèo với tôi. Nên nhớ, tôi đã học và có nhiều năm làm việc trong ngành quảng cáo ở nước ngoài ha. Cứ tiếp tục đi. Cậu Việt, cậu Việt, chờ đã. Giỏi lắm, đúng là ngựa non ngứa cẳn. Tôi đâu có làm gì anh. Cái thái độ của cậu cứ như là muốn thách đố tôi vậy. Tôi làm việc ở đây đã nhiều năm mà chưa hề có ai dám qua mặt. Nếu cậu còn muốn nối dài tương lai ở đây thì phải biết khép mình lại. Alo, em nghe đây. Sao chị hai? Dạ, dạ, em về liền. Út nhỏ, có chuyện gì? Cho anh đi với. Thank you.
sức khỏe nghe Tiếp. Con sẽ làm mọi cách để Tiếp được trăng án. Nghe Tiếp, Tiếp ơi. Đi bệnh viện. Ngoại bị bệnh, con hiểu không? Vậy sao phải trói tay ngoại? Để ngoại đau, ngoại không dùng vậy được. Thôi, vào nhà đi con. Út nhỏ, đứng lên đi em. Can đảm lên. Ba Rằng bị bắt tức là bị bỏ tù ha ông? Ừ, thì cũng gần gần như vậy. Đúng hay sai chứ gần gần là sao? Ba Rằng chỉ mới bị tạm giam thôi. Tạm giam tức là bị bỏ tù chứ còn gì nữa. Bà này không hiểu gì về pháp luật ráo trọi à. Trong quá trình điều tra, nếu cần thiết người ta sẽ tạm giam. Còn tù tội hay không á thì phải chờ pháp luật xét xử chứ. À, ra là vậy. Ủa, thằng quý tử nhà mình đâu rồi? Năm đô. Năm đô. Dạ. Ra đây má biểu. Gì mà má kêu giật ngược vậy? Mày còn chơi với út nhỏ không? Sao má hỏi kỳ vậy? Trả lời má còn hay không? Tất nhiên là còn rồi. Thôi cắt đi con. Má nói gì? Má nói chấm dứt với con nhỏ đó liền lập tức. Sao tự nhiên bà lại cấm nó vô lý như vậy? Chứ cha con không coi. Má Rằng phạm tội như vậy dây dưa với gia đình không làm gì. Kìa má, mọi thứ đang còn nghi vấn, chứ đã có kết luận gì đâu. Công an thị xã này thân thiết và nể trọng Ba Rằng lắm. Rõ ràng phải có cơ sở chắc chắn họ mới bắt giam ổng. Má bình tĩnh, phải chờ tòa xét xử đã. Mà cha là cha, con là con. Chứ con đâu có bồ bịch với Ba Rằng đâu mà má la. Sao mày bướng vậy Năm Đô? Má, con giọng nhỏ quen nhau, nhưng đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ. Đây là dịp để con chứng tỏ tình yêu giúp nhỏ mà. Ôi trời ơi con tôi. Ông nghe gì chưa ông Tám? Nghe, nghe rồi. Ngày trước tôi theo bà mấy năm, chẳng có kết quả. Rồi má bà mất, bà đau buồn quá nên tôi có dịp gần gũi bà hơn. Cũng nhờ vậy bà chấp nhận yêu tôi. Bà có còn nhớ không? Quá ra bây giờ mới lòi cái mánh của ông. Hồi đó ông khóc đâu phải vì ông thương má tôi. Mánh mung gì. Mấy chục năm rồi bà không thấy tôi thương bà thật lòng sao? Chứ má, bây giờ út nhỏ như má ngày trước rất cần có người bên cạnh để chia sẻ và nương tựa. Trời, đúng là cha nào con né. Thưa cô, tụi em muốn mời cô dạy thêm. Mấy bạn trong lớp giỏi quá tụi em theo không kịp. Cô đồng ý giúp tụi em nha cô. Thưa cô. Cô ơi. Sao? Thưa cô, nếu cô nhận lời, ba má tụi em sẵn sàng trả cao bao nhiêu cũng được à. Về nói với ba má, không cần lấy lòng cô kiểu đó. Giờ học chính thức các em còn không lo học, giờ học thêm làm gì? Anh Bình, sao công đoàn lại giao công trình phúc lợi đó cho anh Hoàng? Sao chị Quyên lại hỏi chuyện đó? Tôi đang hỏi anh mà. Chị quen với chủ thầu à? Không thể giao cho một người như anh ta được. Có chuyện gì vậy? Đơn giản là anh ta trả giá thấp và anh ta trúng thầu, vậy thôi. Thank you.
con. Út ráng đói chưa? Khát chưa? Đúng lúc quá, em đang tính uống nước này đó. Nè, ăn đi. Dữ quá. Ngon quá anh Diện ha. Lớp kem này ngon thiệt á. Ăn một lớp kem của anh nè. Em no rồi. Em uống nước trái cây nha. Anh hơi thắc mắc là không bao giờ Út ráng nhắc tới vụ kiện tía em. Là một đứa con gái, em rất đau lòng khi tía đang đối diện với tù tội. Nhưng em chẳng thể làm được gì cho tía. Là một cô gái đang yêu, em luôn khắc khởi hy vọng. Khi mà anh và Út nhỏ không chỉ đã chấm dứt mà còn đang đối đầu nhau. Hơn nữa, dù anh có làm bất cứ chuyện gì, em vẫn thấy anh đúng. Đối với em, anh lúc nào cũng đúng. Tại anh đó, tại anh nhất trước đó. Đừng rời xa em nghe anh Việt. Cứ như vậy thì ít gì cho Út ráng. Dù gì hiện tại giữa chúng ta cũng chỉ là anh em. Nếu không gặp được anh, chắc chắn em sẽ rất đau khổ. Nghe Việt, chú Lê Khá. Chào chú. Hai đứa chào chú lâu chưa? Dạ mới, mời chú ngồi. À, cho chú ly cà phê đá. Dạ. Chú vừa gặp tía con chiều nay, tía con vẫn khỏe. Dạ. Liệu có thắng nổi không chú? Chú không biết, nhưng bổn phận của một luật sư là chiến đấu cho thân chủ đến cùng, sẽ còn rất nhiều việc phải làm. Con thấy nhiều tình tiết vẫn còn là ẩn số và mọi thứ đang quá phức tạp. Đúng vậy, để đơn giản, chúng ta sẽ gỡ từng vấn đề, cố gắng soi rọi cho chúng trở nên sáng sủa. Điểm mấu chốt là đêm hôm xảy ra vụ cháy. Ngặt nổi, đêm đó tía con lại không có ở nhà. Vấn đề nằm ở chỗ đó. Điều quan trọng là phải chứng minh cho bằng được sự ngoại phạm của tía con trong đêm xảy ra vụ cháy. Dạ. Sao vậy? Nãy giờ không thấy em uống gì hết. Vô nè. Thấy theo anh khổ chưa? Nhậu nhẹt mà đòi đi theo có ích gì? Có sao đâu. Anh Việt nè, cái tai editor gì đó, cái tai đó cứ suốt ngày vỗ ngực xưng tên là ta đây ở Pháp ở Mỹ về. Phải công nhận là tai đó giỏi thiệt á. Lâu nay những gì nó thốt ra đều được coi là lời vàng ý ngọc. Bởi vậy nó không ưa anh là phải. Anh á. Kệ nó, không có hề hấn gì đâu. Thôi đừng uống nữa anh, xỉn mà như vậy em sợ lắm. Vô. Nhẹ lắm, nhẹ hiu. Về đi anh Việt. Đã sai đâu mà về. Bộ mặt em dính gì hả? Không. Biết anh muốn gì không? Nói nghe nè. Anh Việt. Anh Việt. Anh Việt. Sao vậy Nam Đô? Anh khóa rồi. Nói anh nghe, Nam Đô này thua thằng gì ở điểm nào? Sao anh lại so sánh? Anh là anh Việt là anh Việt. Út nhỏ, tâm trạng em đang bất ổn, Nam Đô hãy hiểu cho em. Út nhỏ, sao vậy? Anh xin lỗi.
con về đi, khuya lắm rồi. Anh Việt tới nhà rồi anh. Xuống xe đi anh. Sao vậy nè? Sao mà dính chùm vậy? Không ráng. Sao vậy nè? Anh Việt, để thứ dây đã. Tự nhiên cục dây chi vậy? Được. Anh Việt, lên nhà đi anh. Có chân. Anh Việt. Em hay lắm, dễ thương lắm. Anh sẽ không sao quên được. Anh nói ai? Anh nói em á. Em là ai? Em là Út. Em là Út đúng không? Út nào? Út nhỏ hay Út Ráng? Út Ráng. Em là Út Ráng. Xuồng trôi thương anh vì đâu cứ nỡ đọa đầy sông quanh con. Lòng em khát cháy những nỗi niềm yêu như cánh buồm khao khát cuồng phong. Ngờ đâu anh đến gió lòng cánh buồm yêu. Ôi những con sông dài lãng du và gió thét gào và nước sông hát vang khúc hoan ca quay cuồng trong phong ba trời làm thêm bao dòng có sóng xô nghiêng tình ta bên cũ xuồng xưa vắng. Dòng sông hát, dòng sông mát.